Chiến dịch Huế - Đà Nẵng 1975. Biên tập Thi, giọng đọc Hải Yến. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng bắt đầu ngày mùng 5 tháng 3. Sau khi chiến dịch Tây Nguyên mở màn được một ngày, đến ngày 29 tháng 3 năm 1975, gồm 3 chiến dịch nhỏ được tiến hành gối nhau về thời gian là chiến dịch Trị Thiên 1975, chiến dịch Nam Ngãi và chiến dịch Đà Nẵng. Chiến dịch Trị Thiên 1975 để phân biệt với chiến dịch Trị Thiên 1972. Cũng như ở Tây Nguyên, chiến lược cố thủ mới của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu là một trong những nguyên nhân đưa đến việc quân khu 1 thất thủ. Quân đoàn 1 quân lực Việt Nam Cộng Hòa rút bỏ quân khu 1. Để tránh nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn, quân đoàn 2 bỏ lại toàn bộ địa bàn ven biển miền Trung Trung Bộ. Hai quân đoàn này sau đó giải thể, các đơn vị còn lại sáp nhập với quân đoàn 3. Tuyến phòng thủ của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã lùi từ mức 1, giữ từ Huế - Đà Nẵng trở vào xuống dưới mức 5, giữ Ninh Thuận trở vào. Kế hoạch quân sự Lý Thường Kiệt 1975, kế hoạch phòng thủ 5 mức được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vạch ra ngày 11 tháng 3 năm 1975 lần lượt bị phá sản. Lực lượng các bên, quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Trước hết, cần nói về lực lượng quần chúng nhân dân. Trước và trong chiến dịch, nhân dân tại các địa phương đã tích cực hỗ trợ quân giải phóng, hoạt động tiến công nổi dậy của nhân dân đẩy Việt Nam Cộng Hòa rơi vào thế bị động. Tại Quảng Nam, Đà Nẵng, quần chúng nhân dân đã giúp quân giải phóng và công an giải phóng bức hàng những binh lính Việt Nam Cộng Hòa còn ngoan cố không chịu đầu hàng. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam chuẩn bị các phương án hỗ trợ quần chúng, làm chủ các điểm chiến lược như đài phát thanh, trụ sở làm việc. Quân giải phóng miền Nam Việt Nam tại Trị Thiên Huế và Đà Nẵng, tháng 3 năm 1975, có quân đoàn 2, binh đoàn Hương Giang thành lập tháng 5 năm 1974, gồm các sư đoàn bộ binh 304, 324, 325, Sư đoàn phòng không 673, Lữ đoàn pháo binh 164, Lữ đoàn xe tăng 203, Lữ đoàn công binh 219, Trung đoàn thông tin 463, Lực lượng quân khu Trị Thiên Huế B5 cũ. Có mặt các trung đoàn bộ binh 446, 271, Tiểu đoàn bộ binh độc lập 21, 6 tiểu đoàn quân địa phương, 1 trung đoàn pháo binh cơ giới, 1 trung đoàn cao xạ, 1 trung đoàn công binh, 1 tiểu đoàn đặc công, 1 tiểu đoàn vận tải cơ giới. Tại địa bàn phía Bắc khu 5, Sư đoàn Bộ binh 2 chủ lực, Trung đoàn 141 thuộc Sư đoàn 3, các Trung đoàn pháo binh 368 và 572, Lữ đoàn Bộ binh 52, Trung đoàn địa phương 96 Quảng Đà, Trung đoàn địa phương 94 Quảng Ngãi, các tiểu đoàn địa phương 70 và 72 Quảng Nam đã đứng chân trên các bàn đạp chiến lược tại khu vực Trung Phước, Quế Sơn, đối diện với tuyến phòng thủ của Sư đoàn 2 quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Tiên Phước, Phước Lâm, Suối Đá. Chỉ huy, Tư lệnh chiến dịch, Trung tướng Lê Trọng Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng. Chính ủy chiến dịch, Thiếu tướng Chu Huy Mân, Tư lệnh quân khu 5. Tư lệnh quân đoàn 2 từ tháng 2 năm 1975, Thiếu tướng Nguyễn Hữu An. Chính ủy quân đoàn, Thiếu tướng Lê Linh, Phó Tư lệnh Đại tá Hoàng Đan, Phó Chính ủy Đại tá Nguyễn Công Trang, Sở Chỉ huy quân đoàn đóng tại Động Chuồi, Tây Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế. Quân khu Trị Thiên, Tư lệnh kiêm Chính ủy, Thiếu tướng Lê Tự Đồng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, Đại tá Dương Bán Nuôi, Phó Tư lệnh Nguyễn Chi, Phó Chính ủy Nguyễn Văn Thanh, Tham mưu phó Nguyễn Mạnh Thoa. Sở Chỉ huy quân khu đóng tại Cốc Ba Bó. Bộ Tư lệnh khu 5, Tư lệnh Thiếu tướng Chu Huy Mân, Chính ủy Võ Chí Công, Phó Tư lệnh Nguyễn Trơn, Phó Chính ủy Thiếu tướng Đoàn Khuê,
Sở Chỉ huy Quân khu đóng tại Trà My. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, do địa bàn đối diện và giáp danh với miền Bắc, đầu năm 1975, Quân khu 1, Quân đoàn 1 Việt Nam Cộng Hòa là đơn vị có biên chế mạnh nhất trong các quân khu biệt khu, gồm 3 sư đoàn bộ binh 1, 2 và 3, sư đoàn dù và sư đoàn thủy quân lục chiến thuộc lực lượng tổng chủ bị. Biên chế mỗi sư đoàn có 4 lữ đoàn, 4 liên đoàn biệt động quân 11, 12, 14, 15, 5 thiết đoàn xe tăng, xe bọc thép 4, 7, 11, 17, 20, 13 chi đội xe bọc thép tăng phái cho các sư đoàn bộ binh, 21 tiểu đoàn pháo binh, sư đoàn không quân số 1, 2 tiểu đoàn cao xạ tự hành, 2 hải đoàn tuần duyên và 2 giang đoàn, 50 tiểu đoàn và 5 đại đội bảo an, 6 đại đội cảnh sát dã chiến. Khối lượng binh lực, vũ khí, phương tiện chiến tranh và dự trữ hậu cần rất lớn, gồm 134.000 sĩ quan và binh sĩ, trong đó 84.000 quân chủ lực và 50.000 quân địa phương, 449 xe tăng, xe bọc thép, 418 khẩu pháo lớn từ 105 ly đến 175 ly, 27 xe bọc thép M42 gắn cao xạ 40 ly 2 nòng, 37 xe cùng loại gắn súng máy 6 nòng loại Vulcan, 373 máy bay, trong đó có 96 máy bay chiến đấu, 165 tàu xuồng các loại. Chỉ huy, các tư lệnh, quân đoàn 1 và quân khu 1, Trung tướng Ngô Quang Trưởng, sư đoàn 1 không quân, chuẩn tướng Nguyễn Đức Khánh, sư đoàn nhảy dù, chuẩn tướng Lê Quang Lưỡng, sư đoàn thủy quân lục chiến, thiếu tướng Bùi Thế Lân, hải quân vùng 1 Duyên Hải, phó đề đốc, chuẩn tướng Hồ Văn Kỳ Thoại. Ý đồ quân sự, chính trị của các bên. Phương án tấn công của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Hướng Trị Thiên. Sau các chiến dịch Nông Sơn Thượng Đức phối hợp với chủ lực khu 5, La Sơn Mỏ Tàu K-18, quân đoàn 2, binh lực chủ yếu của mặt trận Trị Thiên đã có được một số bàn đạp chiến dịch quan trọng, bố trí thành một vòng cung lớn từ phía Bắc, Đông Hà, Ái Tử, qua phía Tây, Khe Xanh, Ba Lòng, đến Tây và Nam Huế, A Lưới, Nam Đông, bao quanh các lực lượng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Quảng Trị và Thừa Thiên. Toàn bộ Sư đoàn 304 và Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 có mặt ở Nông Sơn Thượng Đức để chuẩn bị tấn công Đà Nẵng từ phía Tây. Riêng Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 đã được điều động đến Nam Tây Nguyên từ tháng 1 năm 1975, không tham gia chiến dịch. Trên địa bàn khu 5, Sư đoàn 2 chủ lực khu đang chiếm lĩnh các vị trí thuận lợi ở Tiên Phước, Trà My, Trà Bồng, nối liền với vùng Đắc Tô, Tân Cảnh. Ngày 21 tháng 2 năm 1975, Bộ Tư lệnh Mặt trận Trị Thiên, các chỉ huy quân đoàn 2 và quân khu Trị Thiên đã thông qua kế hoạch Xuân Hè 1975, mật danh K-175, dự kiến từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1975, kế hoạch mùa thu 1975 từ tháng 7 đến tháng 8 năm 1975, lực lượng 7 trung đoàn trên hướng Trị Thiên, 4 trung đoàn trên hướng Đà Nẵng. Kế hoạch ban đầu cho chiến dịch là giải phóng toàn bộ tỉnh Quảng Trị, bao vây cô lập Huế và nếu có điều kiện phát triển thì giải phóng toàn bộ địa bàn Trị Thiên Huế. Hướng tấn công chính của quân đoàn 2 được điều chỉnh từ Tây Bắc Huế, tuyến đường 12, xuống Tây Nam Huế, tuyến đường 14, nhằm mục tiêu cô lập toàn bộ cánh Bắc của quân đoàn 2 quân lực Việt Nam Cộng Hòa với cánh Nam Đà Nẵng và Quảng Nam Đà Nẵng. Địa bàn Trị Thiên được chia thành 5 khu vực tấn công, gồm khu vực Quảng Trị từ Nam sông Thạch Hãn đến sông Mỹ Chánh, khu vực Bắc Thừa Thiên, Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, khu vực thành phố Huế và ngoại vi, khu vực đồng bằng Nam Huế, Phú Vang, Hương Thủy. Các trọng điểm giao thông trên đường số 1 tại Phú Lộc và Bắc Hải Vân, hướng Nam Ngãi. Sau khi chia cắt Huế với Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Khu 5 sẽ phối hợp tổ chức chiến dịch Nam Ngãi tại địa bàn hai tỉnh này
nhằm chia cắt Đà Nẵng với địa bàn ven biển miền Trung Trung Bộ thuộc quân khu 2 Việt Nam Cộng Hòa. Tham gia chiến dịch có Sư đoàn 2, Trung đoàn 141 thuộc Sư đoàn 3. Các trung đoàn pháo binh 368 và 572, Lữ đoàn bộ binh 52, Trung đoàn địa phương 96 Quảng Đà, Trung đoàn địa phương 94 Quảng Ngãi, các tiểu đoàn địa phương 70 và 72 Quảng Nam. Mục tiêu chiến dịch là cụm quân của Sư đoàn 2, Thiết đoàn 11 và Liên đoàn Bảo an 912 Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại khu vực Tiên Phước, Phước Lâm, Suối Đá, phát triển xuống Tam Kỳ, Quảng Ngãi. Nếu có thời cơ, phát triển toàn bộ địa bàn tỉnh Bình Định, bao gồm cả thành phố Quy Nhơn, hướng Đà Nẵng. Phương án ban đầu là bao vây cô lập Đà Nẵng với các vùng chung quanh, chia cắt cụm quân Đà Nẵng với cụm quân phía Bắc và phía Nam của quân đoàn 1, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không cho các lực lượng này co về cố thủ Đà Nẵng. Sau đó, tùy tình hình, có thể tổ chức tiến công vào căn cứ Liên hợp Hải lục Không quân tại Đà Nẵng trong hành tiến. Các tuyến phòng thủ của Việt Nam Cộng Hòa căn cứ vào kế hoạch quân sự Lý Thường Kiệt 1975 cùng với kinh nghiệm thực hành phản kích tại chiến trường Trị Thiên năm 1972 và các tin tức tình báo thu thập được, khối binh lực của quân đoàn 2 được Trung tướng Ngô Quang Trưởng bố trí thành 3 tuyến với 3 hướng phòng thủ cơ bản của quân khu. Các tuyến phòng thủ gồm tuyến Gia Cam, có ý nghĩa như tuyến phòng thủ biên giới quốc gia, là tuyến tổng tiền đồn tiếp giáp với đối phương, vừa là tuyến bàn đạp để tấn công, vừa là tuyến ngăn chặn đầu tiên mọi cuộc tấn công của đối phương. Tuyến này được bố trí binh lực và hỏa lực mạnh, được tăng cường các lực lượng có khả năng đột kích sâu như thiết giáp biệt động. Tuyến xanh lục, còn gọi là tuyến trì hoãn. Tuyến phòng thủ này có nhiệm vụ tiếp tục ngăn chặn nếu đối phương vượt qua tuyến Gia Cam, có nhiệm vụ tiêu hao lực lượng đối phương, kéo dài thời gian và tạo cơ hội cho tuyến sau có thời gian tổ chức phòng thủ hoặc tiến hành phản kích. Tuyến Xanh Dương có nhiệm vụ chốt giữ các khu phòng thủ đã được phân định, tiêu hao tiêu diệt đối phương đã suy yếu khi vượt qua hai tuyến trước, tổ chức phản kích đẩy đối phương ra ngoài. Các hướng phòng thủ: hướng Trị Thiên Huế, kế hoạch phòng thủ có mật danh là X-28, gồm Sư đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn Thủy quân Lục chiến, các Liên đoàn Biệt động quân 4 và 15, các Liên đoàn Bảo an 913, 914, các Thiết đoàn số 17 và 20, 10 tiểu đoàn pháo binh, 1 tiểu đoàn cao xạ tự hành, 1 phi đoàn trực thăng, 2 phi đội trinh sát, Hải đoàn Duyên phòng 106. Các lực lượng này chịu trách nhiệm phòng thủ phần còn lại của tỉnh Quảng Trị và toàn bộ tỉnh Thừa Thiên từ Nam sông Thạch Hãn đến sườn Bắc dãy núi Bạch Mã. Chỉ huy hướng này là Trung tướng Lâm Quang Thi, Phó Tư lệnh Quân đoàn 1, đóng sở chỉ huy tiền phương quân đoàn tại Huế. Hướng Đà Nẵng, kế hoạch phòng thủ có mật danh Z36, gồm Sư đoàn Bộ binh 3, Sư đoàn Dù, các Thiết đoàn số 4 và 7, các Liên đoàn Biệt động quân 11 và 14, Liên đoàn Bảo an 911, Sư đoàn 1 Không quân, 8 tiểu đoàn pháo binh, 1 hải đoàn Duyên phòng và 2 giang đội. Các lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên hướng này chịu trách nhiệm phòng thủ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Tín từ sườn phía Nam dãy Bạch Mã đến bờ Bắc sông Vu Gia, do đích thân Trung tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Quân đoàn 1 trực tiếp chỉ huy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 đặt tại Đà Nẵng. Hướng Quảng Nam, Quảng Ngãi, kế hoạch phòng thủ có mật danh X-36, gồm Sư đoàn Bộ binh 2, Liên đoàn 12 Biệt động quân, Thiết đoàn 11, 3 tiểu đoàn pháo binh, Liên đoàn Bảo an 912, 1 hải đoàn Duyên phòng và 1 giang đội. Các lực lượng trên hướng này chịu trách nhiệm phòng thủ phần còn lại của tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi từ bờ Nam sông Vu Gia đến đèo Bình Đệ dưới quyền chỉ huy của chuẩn tướng Trần Văn Nhật, Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh 2, Bộ Tư lệnh Sư đoàn đặt tại căn cứ Chu Lai. Mời quý vị và các bạn đón xem tập tiếp theo Chiến dịch Trị Thiên Huế 1975.
Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.